Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc TV1. Hôm nay thì mình đang có mặt tại chợ Xín Chéng thuộc xã Xín Chéng, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Và đối diện trước mặt của chúng ta có một con trâu cực kỳ là đẹp, đặc biệt là cặp sừng các bạn. Đấy, cặp sừng này là dòng trâu chơi luôn đấy, dòng trâu chiến luôn đấy các bạn. Rồi, sừng đẹp chưa? Nó đứng xa quá mình không nhìn rõ các bạn. Đây. Mình cố gắng quay cận cảnh cho cả nhà xem nhé. Đây. Đứng xa xa một tí các bạn. Đây. Cặp sừng đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Đấy. Hết ý luôn. To. Không biết là con này là người ta đang báo bao nhiêu tiền và ý định là bán với dòng trâu chơi hay là vừa chơi vừa thương phẩm hay là thương phẩm. À, tất nhiên rồi, cái này thì chắc chắn là chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là bởi vì vào cương vị của chúng ta cũng vậy. Ví dụ như là các bạn có một con trâu mà sừng này thì chắc chắn là các bạn phải nâng lên giá một cái tầm giá khác so với dòng trâu trâu thịt rồi. Đấy, trâu thịt bây giờ để giá nó cũng rẻ lắm các bạn. Cái dòng trâu thịt hơi thì 60-65 đấy. Còn những cái con trâu mà chất lượng thịt mà chắc, săn chắc rồi cộng với ngoại hình nó đẹp đẹp một tí và đặc biệt là có thêm một cái cặp sừng gợi cảm hơn nữa và nó khỏe khoắn hơn nữa, đẹp hơn nữa thì giá nó sẽ lên một tầm cao khác các bạn. Đấy. Con này được mấy tạ nhỉ? Mình cũng không chưa đoán được nhưng mà dự định là con này nó rơi vào tầm 6 tạ không nhỉ? Chắc là trên dưới 6 tạ các bạn. Con này nó form nó cũng nhỏ thôi nhưng mà được cái quả cặp sừng đẹp các bạn. Đấy, dòng trâu chiến. Wow. Đây, con này họ báo bao nhiêu em mọi người biết không ạ? Không biết à? Chắc là bán cái dòng trâu chơi thôi nhỉ. Nó có quả sừng ác dám ăn này, chắc là dòng trâu chơi thôi. Đây đấy, quay ra xa cho mọi người nhìn xem. Mình có hỏi một số các bạn đứng ở bên cạnh rồi nhưng mà các bạn ấy không biết giá. Đấy, người ta cũng chỉ đứng đến đây xem và ấy thôi. Và người ta ngắm thôi chứ người ta cũng chả hỏi giá này cả. Chắc là người ta cũng không mua, người ta cũng không quan tâm về giá. Đấy, dòng trâu chiến nha các bạn nha. Và ngày hôm nay ở chợ phiên thì có mấy con trâu to cơ thì mình sẽ đi quay chia sẻ lần lượt cho các bạn. Đây này, ở bên này này các bạn này. Ở bên này có cặp trâu mẹ con to này. Và người ta đứng ở bên đấy rất là đông. Người ta chủ yếu là ngồi đấy nói chuyện rồi bàn tán những câu chuyện thôi. Đấy, trâu. Có nghĩa là vừa nói chuyện và lấy hợp ý là mua luôn. Ở đây có một con nghé đẹp chưa? Nghé này chắc là chưa được tuổi. Đấy, nghé màu lông đồng. Cổ to, chân tay cũng được các bạn. Nói chung là so với phổ thông thì con này hơn gấp rất là nhiều. Và tầm này thì chắc chắn là dưới 2 châu cua và trên châu cua. Và nó nằm khoảng bao nhiêu thì theo như mình dự đoán là con này nó rơi vào tầm khoảng là 13. Đấy là giá bán được. Còn nếu mà người ta bán ra giống thì người ta có thể là báo 15 và người mua hạ xuống thấp tí nữa là vừa. Để tí mình hỏi anh ấy xem là anh ấy bán con này với giá bao nhiêu. Đấy, một con nghe đẹp nhé các bạn nhé. Nghe giống, cái đực, đực giống. Gọi là đực giống các bạn. Đấy. Những hàng siêu phẩm ở chợ phiên. Bên kia là con mẹ. Đấy, trâu cặp các bạn. Con mẹ, cái khung của con mẹ nó cũng to. Đấy, các bạn nhìn thấy con mẹ chưa? Đấy. Nói chung là con mẹ ăn to nhá, to như kiểu con trâu đực ấy. Nói chung là cặp trâu đẹp, đẹp từ mẹ đến con các bạn. Ăn
Đây. Đấy. Cả chợ là có con này là sừng đẹp nhất, sừng dòng châu chiến. Nhưng mà còn có con trâu to nữa, tí nữa mình sẽ dẫn các bạn đi. Chúng ta sẽ sang bên này xem mọi người đang bàn tán cái gì ở đây. Con này bùn đất các bạn. Một con trâu bùn đất, chắc là đi đầm ở đâu. À, người ta dắt đi đâu vậy? Chắc là dắt ra ngoài kia, chắc là về, hoặc là dắt ra xe. Thôi chúng ta sẽ đi theo con đấy, sau đó là chúng ta sẽ ra khu vực mấy con trâu to kia nhá. À, ba cái buộc ở đây này các bạn này. Con trâu mà chưa, nhìn trâu qua con trâu mà. Đây, chúng ta sẽ đứng đây ngắm con trâu này vậy. Nói chung là ở trên này thì con này hình như bì mỏng. Mọi người thấy mọi người sợ bì nó mỏng lắm. Buồn thế. Thôi, chúng ta sẽ xuống khu vực dưới kia để xem trâu to nhé các bạn nhé. Nói chung là người ta toàn xem thôi. Còn mấy bác hỏi mấy bác bên cạnh thì mấy bác ấy không biết giá, cũng hơi buồn. Đây còn ui ui nhanh. Mình khoái là khoái con này các bạn. Đây. Mình khoái là khoái con trâu này này. Đấy. Nhưng mà dưới này cũng có con to các bạn. Thôi chúng ta cứ áng áng nhân giá. Ví dụ dòng trâu chơi thì nó giá dòng đẹp thì nó cũng rơi vào tầm 75-80 đấy. Còn dòng trâu thịt thì cứ 60-65. Con nào xấu thì 50-55. Rồi, đây. Đây, con to thứ hai mình giới thiệu cho các bạn đây. Con này, này có quả cặp sừng thì cũng cực kỳ là dã man luôn. Con này cao này, con này vẫn chưa béo hết cỡ. Nhưng mà được cái nó cũng cao và sừng nó cũng hoành tráng. Ở chợ này có mấy con cơ các bạn? Mình đếm sơ qua là có 3 con to. Và ngày hôm nay chủ yếu là mình quay chia sẻ cho các bạn là 3 con to này thôi. Còn giá cả chúng ta cũng không hỏi nhiều. Vì có cảm giác như là hỏi người ta cũng không muốn nói, không muốn trả lời. Nên là tốt nhất là chúng ta cũng không nên hỏi nhiều. Bởi vì là mình cầm máy quay là mình người ta biết là mình quay chia sẻ lên mạng. Nên là người ta cũng giấu giá. Đấy, chưa cho biết giá vội.
Đấy, con này có quả sừng được phết nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng mà con nếu mà sừng con này so với con kia thì mình thích form sừng con kia hơn. Đấy. Ở bên này cũng có một con nữa nhé các bạn nhé. Con này rơi tầm bao nhiêu tạ được nhỉ? Đấy, các bạn đoán con này rơi vào chắc chắn là phải trên 6 tạ được ạ. Chắc phải dưới 7 tạ một tí. Đấy, nó cũng khá là to nhưng mà chưa béo hẳn thôi. Nhìn nó chắc trâu và móng chân tay gọn. Đây này, con này mới béo này, con này so với con kia là con này béo hơn này. Đấy, con này béo chưa? Con này cao phết đấy nhá các bạn nhỉ, con này cao xem này. Cao tầm 1m4 đấy các bạn. Con này sừng so với hai con kia thì sừng con này chưa được đẹp lắm. Nhưng mà trâu thì bây giờ đa số là người ta làm trâu thương phẩm thì con này đạt là ok rồi. Đấy, béo này. Cổ, nhưng mà cổ con này vẫn chưa to hẳn. Đấy, nó vẫn chưa lên nhiều. Chợ phiên thì nhiều lắm nên các bạn cứ yên tâm. Nói chung là nếu mà các bạn nào đi mua trâu thì các bạn hãy lên chợ Cốc Ly là một, chợ Bắc Hà là hai. Hai cái chợ đấy là lúc nào cũng có trâu. Và chợ Cốc Ly là diễn ra vào sáng thứ hai, Bắc Hà diễn ra vào sáng thứ sáu. Còn là chợ này lúc có lúc không nên cũng không dám hứa được. Con này to nhỉ bạn nhỉ? Con này to nhỉ? Đấy, không biết là bạn ấy đi mua trâu hay làm gì thế, chụp ảnh ác lắm các bạn. Không biết là bạn ấy có đi giới thiệu cho khách hay không, mình cũng không biết các bạn. Ở bên kia có con sừng đẹp lắm. Đấy, con kia kìa. Kìa, đấy. Hả? À, bạn đi mua à? Hả? Đi quay xem có ai mua không á? À, trâu lớn tiền lắm, tầm mấy chục thôi. Đầy tiền. À, hình như là bạn ấy cũng đi quay để xem có ai mua không. Chắc bạn ấy đang quay trực tiếp cho ai xem cả. Đấy, mỗi con trâu ở đằng kia là mình thấy là ấn tượng. Đấy, cặp sừng của nó này con này. Đấy. Đấy, con này này. Đấy, con này là ấn tượng. Nói chung là có ấn tượng về cặp sừng thôi. Còn to thì chắc là con này to nhất chợ đây. Con này mấy tạ được nhỉ? Mình đang ngồi đoán mò một tí xem nào. Chắc là tầm 7 tạ đấy các bạn. Chắc là tầm 7 tạ. 77, 49 50 triệu các bạn. 49, 50 triệu. Ở đây cũng có cả nghé này. Nghé lon 2 tuổi. Gần 2 tuổi. Chắc là 2 tuổi rồi. Thế cặp sừng kia là già 2 tuổi rồi các bạn. Đấy, nghé đẹp nhá. Nghé này chắc phải trên đầu 2 rồi. Tầm 21 hay 2. Nếu mà bán đắt hơn nữa là rơi vào tầm 25 triệu ấy. Vì nghe này là nghe giống á, nhìn nó đẹp.
nên là giá nó cao. Ôi, ngoài trâu ra thì chợ bán là nhiều chim nữa các bạn. Chim mi. Những con chim mi thì là người ta bán tàn là 1,5 triệu một con, đấy con mọc. Còn những cái con nào thì đắt thì trên nữa. Đấy, người ta để bờ rào xây rất là nhiều. Đây. Khu vực dành riêng cho các bác chơi chim nhiều lắm. Đây. Đây cả chim lồng chim mi mọc này các bạn ạ. Ở đây là người ta treo nhiều. Ở dưới kia cũng có mấy con trâu to kìa. Chúng ta sẽ xuống dưới đấy tiếp nhé các bạn nhé. Đây. Cái khu vực này là dành riêng cho khu vực bán trâu và chơi chim riêng. Đây, con này béo phết nhỉ. Yeah. Đây, con này là sừng của ấu nhé. Đấy các bạn nhìn xem, sừng của ấu nhìn đẹp hết. Sừng của ấu thì nó khỏe chắc chắn các bạn. Con này chắc là rơi vào tầm 6 tạ các bạn. Hoặc là trên 6 tạ một tí thôi. Hay sừng nó ngắn, sừng của ấu hay nhỉ. Sừng của ấu bao giờ là cái hốc của nó to các bạn. Hốc của nó to và nó sau đó nó lại ngắn, nó bé lại luôn, đột xuất. Nguy hiểm đấy.
chạy. Thôi, video thì mình quay chia sẻ cho các bạn một số hình ảnh con trâu trên bò ở trên chợ phiên Xin Chéng. Còn giá cả thì các bạn cũng biết rồi, giá bây giờ thì so với bình quân của thị trường chung thì nó chưa gì thay đổi nhiều. Còn giá chi tiết cụ thể thì ví dụ nó tùy thuộc vào từng con trâu. Giá hơi trung bình thì 60-65. Và những cái con nào mà chất lượng thịt chắc và có tướng dòng chơi chơi thì giá nó lại cao hơn. Còn những cái dòng nghé phổ thông thì nó vẫn rẻ lắm các bạn. 50-55 rất là rẻ. Đấy, cảm ơn ông bà, cô dì, chú bác xem nhé. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào video tiếp theo.